Gần 35-40 tuổi, loạt sau việc vẫn lười lấy chồng và lời biện minh ai nghe cũng gật gù. Lý Nhã Kỳ, Ngô Thanh Vân, Mỹ Tâm, Thanh Hằng nói về lý do mãi chưa chịu lấy chồng. Ngô Thanh Vân, 38 tuổi, tình yêu đến tôi sẽ đón nhận, nhưng nó chưa đến thì có gì để nói đâu. Quan trọng là cảm thấy bình yên, làm tốt công việc của mình, tự chăm sóc tốt cho bản thân, bình thản trước ồn ào cuộc sống và biết thế nào là đủ để vui vẻ, hạnh phúc và xinh đẹp. Đã nữ Ngô Thanh Vân là một trong những sao Việt kính tiếng nhất về đường tình duyên. Nổi tiếng đình đám, nhưng bà bầu kim đạo diễn, diễn viên, ca sĩ tài năng này vẫn lẻ bóng đi về khi đã gần chạm ngưỡng 40 tuổi. Suốt bấy nhiêu năm được công chúng biết đến, cô chưa một lần công khai người yêu, ngay cả khi vướng tin đồn tình cảm với một tài tử nổi tiếng. Người đẹp họ Ngô vẫn im lặng cho đến khi mọi việc lắng xuống. Dường như công việc đã lấp đầy khoảng thời gian của quý cô độc thân, thành công bậc nhất showbiz này, để nàng không buồn chán khi tưởng đông ông bướm đi về mặt ai. Kiều nữ sinh năm 1979, thế giới mà tôi đang sống tràn ngập những dự định và công việc. Trước khi có một chuyện tình cảm chính thức nào, tôi nghĩ mình cứ tập trung vào những đam mê nghệ thuật mà mình đang có trước đã. Hồ Quỳnh Hương, 37 tuổi. Theo tôi, không nên lập gia đình sớm khi chưa đủ điều kiện vật chất, trải nghiệm cuộc sống, sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình và giáo dục trẻ nhỏ. Muộn như tôi cũng không nên, nhưng chưa gặp duyên thì biết làm sao được. Hồ Quỳnh Hương, 37 cái xuân xanh, giọng cao hoang mang từng thổ lộ, cô yêu rất ít, suốt từ hồi sinh viên đến khi nổi tiếng, và ngoài 30 tuổi chỉ yêu hai người đàn ông, nhưng cô yêu cuồng nhiệt, bị tổn thương để rồi trái tim chết lặng. Đến giờ Hồ Quỳnh Hương vẫn cảm xúc với tình yêu, nhưng cô nói mình như chim trời, không thích bị chiếm hữu cũng không thích thâu tóm một ai đó, trong khi người ta lại thích sở hữu. Nói chuyện trăm năm, nữ ca sĩ luôn quan niệm không nên kết hôn sớm, dù vẫn biết rằng muộn như mình thì không nên. Mỹ Tâm, 36 tuổi. Nếu chỉ vì thấy mình lớn tuổi rồi phải có chồng đẻ con thôi, vì bố mẹ mong có cháu bé lắm rồi, sau đó yêu vội yêu vàng để hoàn thành nhiệm vụ thì khó có được hạnh phúc. Cũng giàu có thành đạt và danh tiếng có ai sánh bằng, nhưng Mỹ Tâm vẫn chăn đơn gối chiếc, cô bảo lấy chồng là chuyện không hề khó, nhưng tôi chưa làm thôi, chuyện gì cũng phải đến đến đúng thời điểm, quan trọng là có cảm thấy hạnh phúc hay không. Thời điểm này tôi đang rất hạnh phúc và có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Mặc mọi người dục dã, Mỹ Tâm nhất quán với quan điểm không lấy chồng vì áp lực làm vừa ai hết. Bởi cô hiểu như vậy khó có được hạnh phúc vì đó là chuyện riêng của mình. Duyên chưa tới nhưng họa mi tóc nâu cũng cho rằng tình cảm cũng phải cố gắng chứ không phải thản nhiên ngồi đợi tình yêu đến và coi đó là chuyện ngẫu nhiên ý trời. Lý Nhã Kỳ, 35 tuổi. Tôi giờ chẳng nôn nóng cái gì cũng đừng nên vội vã. Càng vội càng nôn nóng thì mình vô tình tự tạo áp lực, cho dù áp lực đó tự mang đến cũng chẳng giải tỏa được. Nữ diễn viên Mùa Hè Lạnh sinh năm 1982, trong khi nhiều người đẹp lũ lượt lên xe hoa từ lâu, thì nàng vẫn ung dung làm giàu sống cuộc đời độc thân sang chảnh. Dù đã công khai có một tình yêu lâu năm, nhưng Lý Nhã Kỳ vẫn giấu nhẹm danh tính người thương. Kiều nữ không hề sốt ruột chuyện lập gia đình, nhưng cô từng đặt cho mình một cột mốc là năm 36 tuổi. Lý Nhã Kỳ cũng lấp lửng việc kết hôn bí mật của mình. Sẽ khó có một ai biết tôi đã kết hôn hay chưa đâu. Đồng thời người đẹp bày tỏ mong có con, nhưng muốn đứa trẻ có cả cha lẫn mẹ, chứ không có ý định làm mẹ đơn thân. Trong khi một số sao Việt luống tuổi có dự định chỉ cần đứa con để an ủi mà không cần chồng. Thanh Hằng, 34 tuổi. Ai cũng đề cao giai đoạn tiền hôn nhân, nên cho tôi kéo dài nó thêm một chút nữa. Vả lại hôn nhân cũng như đại dương sâu thẳm mà tôi tạm thời chưa có la bàn. Ở tuổi của Thanh Hằng, hầu hết bạn bè đã chồng con đều huề, nhưng cô vẫn ung dung, thoải mái và chẳng tính gì chuyện hôn sự. Cô lý giải một cách khôn ngoan cho việc mình tiếp tục cuộc sống độc thân là vì thích giai đoạn yêu nhau hơn là kết hôn, đồng thời thấy hôn nhân vẫn còn là điều sâu thẳm. Nữ người mẫu cũng muốn các quy trình như một người phụ nữ bình thường, có chồng con theo cách tự nhiên. Vì thế nàng cứ yêu tự do, tận hưởng cuộc sống và tập trung cho sự nghiệp của mình mà chẳng chịu tác động bởi một lời hối thúc nào. Phương Linh, 33 tuổi. Không nhiều người theo đuổi tôi vì họ nói tôi kiêu ngạo, khó gần và lạnh lùng. Vậy cũng tốt, tôi có nhiều thời gian chăm chút bản thân hơn, thấy mình vẫn ổn, khá hạnh phúc, cố gắng lao động chăm chỉ hơn để cuộc sống được vẹn toàn như mong ước. Nhắc đến Phương Linh, fan hâm mộ thường gắn tên cô với người tình sân khấu Hà Anh Tuấn.
Nhưng mới đây cô đã kết thúc mọi đồn đoán mập mờ chuyện tình cảm bằng một lời khẳng định không kém phần diễn dởm, cả hai chỉ là đồng nghiệp. Hết thích nhau từ 10 năm trước rồi, Linh yêu thêm khoảng 8 mối tình và Tuấn thì yêu thêm cỡ 18 cô nữa, nên mọi người đừng mong chúng tôi về một nhà. Cô mong muốn cả hai sẽ yêu và kết hôn với người ngoài nghề. Bản thân Phương Linh từng tâm sự, cô rất khó yêu, tôi không hoàn hảo nhưng lại không chấp nhận khuyết điểm từ người đàn ông của mình. Đồng thời có nhiều người theo đuổi lại cho rằng cô kiêu ngạo. Cô cũng khá e dè vì thấm lời bố rằng đừng yêu ai quá đậm sâu, chỉ vừa đủ thôi, kẻo yêu hết mình rồi cuối cùng người thiệt thòi lại là chính mình. Yến Trang, 33 tuổi, cứ định hướng ngày mai tôi sẽ lấy chồng hoặc sang năm tôi sẽ lấy chồng thì cái duyên sẽ đi lệch với suy nghĩ. Càng đặt ra hy vọng nhiều thì càng thất vọng nhiều, sống hạnh phúc đã là một niềm an ủi lớn rồi. Nếu như những mỹ nhân trên, có người vẫn lạc quan về chuyện tìm được một nửa thật sự và tin rằng còn tình yêu đích thực, thì Yến Trang vẫn nhận thấy bản thân cô nhìn khá tiêu cực. Trang thấy những người xung quanh mình, từ người thân đến bạn bè đổ vỡ trong hôn nhân quá nhiều, hạnh phúc thì ít, chia tay thì nhiều. Cô nói chuyện kết hôn sớm hay muộn là do duyên số lo liệu, nhưng ở tuổi 30, cô đã sẵn sàng làm mẹ. Với một người nghệ sĩ như Trang, sống hạnh phúc đã là một niềm an ủi lớn. Còn chuyện có về chung nhà với nhau không, có mặc lên mình chiếc áo cưới lộng lẫy không thì Trang không đặt ra kế hoạch, én chị tâm sự. Cái kết đắng như ngậm bồ hòn đằng sau những trò quá lố của Sao Việt. Dù vô tình hay cố ý, nhưng những trò đùa quá lố của Sao Việt đều bị dư luận lên án và chê trách. Là người của công chúng, các nghệ sĩ luôn có những cách riêng để giữ hình ảnh thật đẹp mỗi khi xuất hiện. Ngoài việc tạo dựng phong cách cá nhân, họ còn phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, nhất cử nhất động để không bị dư luận soi xét. Tuy nhiên, có không ít Sao Việt chỉ vì một trò đùa quá trớn đã nhận về trái đắng là sự chỉ trích, chê trách của khán giả. Mới đây, Thanh Duy gây phản cảm khi bất ngờ nghịch ngợm để điện thoại vào ngực nữ ca sĩ Hằng Binh Bon tại một sự kiện. Khoảnh khắc này ngay lập tức bị ghi lại và được cư dân mạng lan truyền chóng mặt. Rất nhiều người cho rằng trò đùa của Thanh Duy có phần vô duyên khi thực hiện giữa chốn đông người, dù anh và Hằng Binh Bon là bạn thân ngoài đời thường. Sau sự việc này, Thanh Duy đã lên tiếng xin lỗi khán giả và nữ ca sĩ Hằng Binh Bon, hứa không xảy ra hành động quá trớn đó nữa. Nhưng đây cũng là bài học để anh tiết chế bản thân hơn. Cuối tháng 3, 2017, diễn viên hài Thúy Nga gây xôn xao cộng đồng mạng khi đăng bức ảnh mặc váy cô dâu, đeo nhẫn cưới, đứng bên cạnh chú rể Tây kèm chú thích. Hôm nay, em chính thức công bố để anh ấy được lộ diện. Cho đến khi dư luận hoang mang về thông tin Thúy Nga sẽ lên xe hoa, cô mới lên tiếng xin lỗi và cho biết đó chỉ là bức ảnh ghép để trêu đùa, nhưng ngày cá tháng 4. Lời thú nhận của Thúy Nga khiến người hâm mộ khá hụt hẫng. Hồi tháng 2, 2017, Việt Hương cũng làm tốn không ít giấy mật báo chí chỉ vì trò đùa tại đám cưới ca sĩ Đình Bảo, cựu thành viên nhóm nhạc ACNM tại Mỹ. Theo đó, trong đoạn clip, Việt Hương và Hoài Tâm dẫn dắt trò chơi tại đám cưới, nữ diễn viên đã có những câu nói cùng hành động khá nhạy cảm. Chính điều này đã khiến danh ca Hương Lan phải bỏ về vì lý do Hoài Tâm và Việt Hương giễu cợt quá sức thô tục trên sân khấu. Cô chú chưa từng dự một đám cưới nào mà MC đứng nói dung tục, xong rồi tự cười hô hố trên sân khấu như vậy. Sau đó Việt Hương đã phải viết một bức thư tay xin lỗi người hâm mộ, thừa nhận đã quá khích trong đám cưới ca sĩ Đình Bảo. Cô còn tự phạt bản thân 2 năm tới không tham gia các buổi tiệc và sẽ kỹ lưỡng trong lời ăn tiếng nói. Đầu năm 2014, nữ ca sĩ Phương Thanh bất ngờ đăng tải một chiếc phong bì với dòng chữ ca sĩ Phương Thanh. Thù lao biểu diễn hẹn yêu 8 tỷ đồng. Ngay lập tức, hình ảnh này được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và rất nhiều người bất ngờ với số tiền cát xê của Phương Thanh. Trên phản ứng từ khán giả, giọng ca trống vắng đã đính chính. Chanh mới được phỏng vấn về vụ 8 tỷ tiền thù lao nè cả nhà. Ôi em là nghệ sĩ hài hước, em không phải thanh niên nghiêm túc. Cuộc sống đôi lúc mệt mỏi, hài hước để cho cuộc sống dễ thở, đó là chân lý của em. Anh đạo đức sao bắt lỗi em hoài vậy? Lúc này mọi người mới nhận ra đây chỉ là một trò đùa của nữ ca sĩ. Cùng thời điểm với Phương Thanh, siêu mẫu Xuân Lan cũng đăng tải một dòng trạng thái nói về câu chuyện cha của con mình trên trang cá nhân và thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Xuân Lan ghi rõ cha của con gái cô tên là David Beckham. Đến khi sự việc được lan truyền trên mặt báo, Xuân Lan mới hốt hoảng giải thích, em đùa đó trời ơi, báo chí làm quá đi mà. Cuối
cuối năm 2013, Mây Gia và Bùi Anh Tuấn khiến khán giả giật mình khi đăng tải hình ảnh tờ tiền được cuộn tròn cùng hai vệt đường màu trắng lên trang cá nhân với dòng chia sẻ "Thú vui tiêu khiển của hai chị em tôi". Hình ảnh này đã khiến khán giả cho rằng Mây Gia và Bùi Anh Tuấn đang sử dụng hàng cấm. Đặc biệt, trước đó không lâu, Bùi Anh Tuấn đã vướng nghi án đập đá. Để mọi chuyện không đi quá xa, Bùi Anh Tuấn đã lên tiếng cho biết vệt bột trắng chỉ là đường cát. Người bạn đi cùng chuyến bay của anh cũng tung ra clip quay lại quá trình dàn cảnh của Bùi Anh Tuấn và Mây Gia để minh oan cho cả hai.